Bộ Công thương cho biết, việc quản lý sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng rượu thủ công tại Việt Nam vẫn là một nhiệm vụ bất khả thi, làm thất thu nguồn thuế rất lớn cho nhà nước. Mỗi năm có gần 300 triệu lít rượu thủ công không nguồn gốc xuất xứ, không tem nhãn, không công bố chất lượng được tung ra thị trường. Tại diễn đàn Nâng cao năng lực quản lý sản xuất rượu thủ công, Ban tổ chức cho biết kết quả điều tra tại Ninh Bình năm 2020-2021 của nhóm khảo sát cho thấy nhiều vấn đề bất cập trong công tác quản lý sản xuất rượu thủ công. Gần 3 phần tư số hộ gia đình chưa kê khai với chính quyền địa phương về việc sản xuất rượu, 85,2% cho biết không nắm được quy định cần phải kê khai việc sản xuất rượu thủ công với chính quyền, 36% hộ gia đình hiểu biết đầy đủ về những quy định pháp lý cần tuân thủ trong việc nấu rượu thủ công, vân vân. Từ một ví dụ đơn giản ở Ninh Bình, có thể thấy Việt Nam đang tổn thất rất lớn về mặt thu thuế từ khu vực rượu phi chính thức các chuyên gia tham dự diễn đàn cho rằng để quản lý tốt vấn đề này ngành y tế quản lý thị trường và lãnh đạo các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền tăng cường công tác hậu kiểm thường xuyên giả soát hệ thống các quy định pháp luật về sản xuất kinh doanh rượu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất rượu thủ công ngoài ra cần hướng dẫn áp dụng phương pháp quản lý tiên tiến hiện đại đối với các hộ sản xuất rượu thủ công bằng mã qr để quản lý trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm này qua đó không chỉ giúp tăng nguồn thu thuế cho ngân sách mà còn giúp tạo ra các sản phẩm rượu có chất lượng bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng